Hello, xin chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức 10 Sóc Trăng ạ. Ngày hôm nay chính sẽ lên video này để cập nhật cho anh chị và các bạn về cái mẫu xe Wenfa nha. Thì dòng xe Wenfa hiện tại nay thì cũng được rất nhiều anh chị khách hàng đã quan tâm và hỏi chứ rất nhiều trong thời gian gần đây. Thì hỏi giá xe là bao nhiêu tiền rồi, bao nhiêu có chương trình khuyến mãi nào đặc biệt dành cho học sinh sinh viên hay là không. Thì dòng xe Wenfa này anh chị là thuộc về xe quốc dân rồi, thì được rất nhiều anh chị khách hàng với mục đích sử dụng là mua cho con em mình đi học nè, hoặc là đi vào chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học sắp tới anh chị, làm cũng làm một hành trang, một phương tiện để trang bị cho con em mình đi học ha. Hoặc là xe này cũng được khá phổ biến sử dụng với những cái tiệp khách hàng rất là nhiều nha anh chị, như là cả nam mà nữ, già trẻ lớn bé mình đều được sử dụng được cái mẫu xe này, với mẫu thì rất là phù hợp với dòng Việt Nam của chúng ta anh chị. Xe này thuộc xe quốc dân rồi, thì về nói về độ bền thì không bàn cãi về cái độ bền anh chị, là độ bền thì nó được kiểm chứng qua từng thế hệ từ đời xe Wenfa từ năm 2000 cho đến nay rồi, thì có rất là nhiều lần thay đổi về cái màu sắc cũng như là cái kiểu dáng của xe, nhưng mà về cái mặt động cơ thì bảo đảm cho quý anh chị về tiết kiệm xăng nè, bền nè, đẹp gọn nhẹ, thì dòng xe Wenfa thì đáp ứng mọi điều kiện hết anh chị. Và hiện tại nay thì giá xe Wenfa cực kỳ rất là ưu đãi luôn, thì trong tháng này thì anh chị như mình có rất nhiều nhìn khuyến mãi như là thu cũ đổi mới nữa nè, thì anh chị nếu mình mua xe thì giá nó chỉ từ là 17 triệu 800 ngàn anh chị, chỉ 17 triệu 800 ngàn thôi là đã sở hữu ngay xe Honda Wenfa động cơ 110 phân khối này thôi nha anh chị nha. Thì để làm sao mình mua được xe với giá hời như vậy thì sau đây thì các bạn cùng chí mình tìm hiểu nha. Thì cái dòng xe Honda Wenfa hiện tại nay thì được rất là nhiều đông đảo khách hàng đã quan tâm về rất nhiều màu sắc dành cho khách hàng để mình lựa chọn nha. Thì nếu mà như nguyên bản của xe Wenfa này thì nó sẽ có như là màu xanh, màu trắng, màu đỏ thì bản tiêu chuẩn nha, và bản đặc biệt màu đen nhám, và có thêm hai phiên bản cổ điển nữa như là vàng trắng và xám trắng nữa anh chị, rất là nhiều màu. Ngoài những cái màu sơn nó ra thì có rất nhiều mẫu màu sơn xe độ, như ở đây chỉ quay ba mẫu màu sơn xe cho anh chị mình tham khảo nha. Thì như là nó sẽ có như là màu xanh đấu tem nè, tem này toàn bộ là phun sơn luôn nha anh chị nha, tem cực kỳ rất là đẹp. Nếu anh chị mình chán đi những cái mẫu màu sơn nguyên bản của xe thì có thể đây là một vài số màu để anh chị mình tham khảo nha, như là màu xanh xi măng đấu tem nè, màu đỏ đô nè, và màu xám, và màu xám đen đấu tem đó anh chị. Những cái mẫu màu sơn xe này thì trong thời gian đây thì cực kỳ rất là được khách hàng nha, được các nhiều anh chị đã quan tâm rất là nhiều. Và với giá bán thì cực kỳ rất là rẻ, rất là sinh viên luôn anh chị. Nếu mà anh chị mình mua xe trong dịp cuối tháng 6 này là mình được hỗ trợ rất nhiều chương trình khuyến mãi, là như là hỗ trợ chương trình là thuế trước bạ tặng được ngay 500 ngàn nè, và được tặng được thêm cái thuế trước bạ được 500 ngàn, và anh chị tặng thêm cái gói quà tặng trị giá được 500 ngàn nữa. Và anh chị khi mình có gắn ba ga phụ kiện dành theo xe sẽ được tặng được giảm giá được 30% trên món đồ mình gắn nha. Ngoài ra anh chị còn được tặng được thêm 300 ngàn để mình mua hàng, như là mua những cái phụ kiện gắn trên xe, như là gắn ba ga, phủ nano, quán xăng, gắn chống hít bình, chống trộm cho anh chị, là được tặng được thêm 300 ngàn để anh chị hoàn toàn thoải mái để mình gắn những phụ kiện kèm theo xe nha. Và bên chí vẫn còn đang hỗ trợ chương trình như là thu xe cũ đổi xe mới dành cho anh chị nha, như là mình có xe cũ mình muốn đổi lên đời mua xe mới thì cứ mang lại cửa hàng, thì bên chí sẽ thu lại tất cả các dòng xe, tất cả các hãng luôn, như là xe 50 Trung Quốc, xe các hãng khác luôn nha anh chị, để hỗ trợ anh chị để mình đổi mua qua xe mới này, thì thu với giá cao hợp lý cho anh chị nha. Thì anh chị cứ kết bạn Zalo với nhân viên như là Đen hoặc Chí nha, có số điện thoại trên màn hình, sẽ có nhân viên sẽ hướng dẫn cho anh chị định giá xe như thế nào và khi mình mua ra xe mới như thế nào. Nếu mà mình mua qua hình thức bằng tiền mặt sẽ được giảm được thêm 1 triệu trên giá xe mới nha, còn anh chị mua qua hình thức trả góp thì sẽ góp được 0% lãi suất nha anh chị. Thì chương trình này kéo dài hết tháng 6, anh chị nào mình quan tâm thì cứ đến ngay với Honda Hồng Đức 10 nha. Địa chỉ là ấp Quốc A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, để được tham khảo nhiều dòng xe, nhiều màu sơn xe và nhiều chương trình khuyến mãi nhất nha anh chị. Và những cái chương trình khuyến mãi về trả góp hiện tại nay thì trả góp cũng là xu hướng anh chị. Những anh chị khách hàng nào mình muốn mua xe qua hình thức trả góp, bên chiến cũng có rất là nhiều gói để hỗ trợ cho anh chị, là gói trả góp 0% lãi suất nè, gói lãi suất là 0.79% ngàn gạch quẹt gốc nữa. Thì anh chị nào mà mình mua trả góp mình chỉ cần mang theo cái căn cước công dân và thêm cái điện thoại nữa là được nha anh chị nha.
Khi mình mua trả góp á, thì mình chỉ cần trả trước tầm khoảng từ 20% giá trị xe thôi. Đối với xe này trả trước tầm khoảng 3 triệu ngoài 4 triệu là được anh chị. Còn cái khoản còn lại á, mình góp hoàn toàn là có lãi suất là cực kỳ rất là thấp nha, chỉ từ 0.79% thôi. Nếu mình có xe cũ mình đổi nữa thì mình sẽ được góp được không lãi luôn. Xe cũ thì như là những xe 50, xe nào mà mình không còn sử dụng nữa anh chị, thì mình cứ mang lại cửa hàng bên chí cũng thu hết cho anh chị nha. Và khi mình đổi như vậy á, mình mua hình thức tiền mặt sẽ được giảm 1 triệu đồng trên giá xe mới nữa, và được rất là nhiều cái gói quà tặng nha, như là hỗ trợ thuế trước bạ 500 ngàn nè, tặng thêm gói quà được 500 ngàn nè, và tặng thêm cái phiếu mua hàng được 300 ngàn nữa nè. Thì đối với dòng xe Wenfa này á, thì anh chị nào mình đang muốn trang bị một con xe để mình đi làm hoặc là cho con em mình đi học chẳng hạn, thì đây một thời điểm rất là tốt cho anh chị để mình sẽ sở hữu xe với giá hời nha. Và những xe nào 50 mình không có sử dụng nữa cứ mang lại cửa hàng bên chí thu lại hết cho anh chị nha, để mình đổi mua qua xe mới này. Màu đỏ đô này cực kỳ rất là đẹp luôn anh chị. Màu này thì phải đặt độ lên mới có hàng nha anh chị nha. Thì như anh chị nào mình không thích đi màu đỏ tươi của nguyên bản thì mình có thể đi màu đỏ đô này nha. Đỏ đô hay là đỏ hộp nhãn anh chị. Thì cái màu này thì được phun sơn tĩnh điện nên anh chị nha, rất là bền, rất là đẹp cho anh chị. Và phiên bản này 2024 luôn, độ lên màu đỏ đô. Thì với những cái chi tiết họa tiết trên xe thì cực kỳ rất là đẹp mắt nha. Đây là màu sơn sơn đỏ đô dán tem dán nha anh chị. Còn như là anh chị muốn đi phun sơn luôn thì cũng có luôn nha. Như là tem phun sơn thì như là có thêm hai cái màu này, hoặc là anh chị muốn màu đỏ đô mà lên tem phun sơn cũng có luôn nha anh chị. Và đối với dòng xe Wenfa này, anh chị muốn lên đèn Zipac, đèn LED thì bên chí cũng có hỗ trợ lên luôn nha. Hoặc muốn lên mâm hay gì đó, bên chí cũng có đầy đủ để cho anh chị. Khách hàng nào mà mình cần lên những cái linh kiện phụ kiện đó thì cứ lại cửa hàng sẽ được tư vấn về những cái món đồ đó anh chị mình để mình lên nha. Thì Wenfa thì từ xưa đến nay thì chỉ dùng bánh căm thắng đùm thôi anh chị, tất cả các phiên bản luôn thì từ xưa đến nay rồi. Còn anh chị nào mình muốn lên mâm hay gì đó thì bên chí cũng có hỗ trợ lên mâm cho anh chị luôn. Và muốn lên đèn Zipac thì gì đó thì bên chí cũng có luôn nha. Thì đèn halogen bình thường anh chị, muốn lên đèn LED thì bên chí cũng có luôn. Và giá xe thì như nãy chứ cũng có báo cho anh chị rồi nha, thì anh chị có thể mình tham khảo, thì bảo đảm cho anh chị là giá là rẻ nhất trong khu vực Sóc Trăng này cho anh chị để mình sở hữu mình mua xe nha. Thì với giá nếu mà tổng ưu đãi hết anh chị, nếu mình có những chương trình khuyến mãi ưu đãi hết cho anh chị tầm khoảng có 17 triệu 800 ngàn thôi anh chị là đã sở hữu ngay con xe Honda Wenfa rồi, giá cực tốt anh chị nha, giá cực sinh viên luôn. Và rất là nhiều quà tặng nữa, thì chương trình khuyến mãi rất là nhiều, thì anh chị nào mình quan tâm thì đến ngay với Hết Honda Hồng Đức 10, địa chỉ Lắp Vũ Ích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha anh chị nha. Thì một lần nữa thì chị sẽ quay lại ba cái phiên bản màu sơn xe mà bán chạy nhất trong tháng qua cho anh chị để mình tham khảo nha. Thì anh chị nào mình cần thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm những cái mẫu màu sơn xe nào thì cứ bình luận hoặc comment ở bên dưới nha. Thì màu sơn xe độ nào thì bên chị cũng có hết anh chị, anh chị cứ đến cửa hàng để mình lựa chọn nha. Thì video của mình rất là hết, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.